Có, nó giòn, rất là giòn luôn. Hôm trước rất là đông các bạn yêu cầu Vịnh Khuyên làm chuối chiên, và hôm trước thì Vịnh Khuyên cũng đã làm được cái chuối sứ rong đá. Nhưng mà chuối sứ rong đá mình mua cũng khó, mà cái chuối này thì ở bên này nó rất là sẵn, tức là siêu thị nào cũng có hết và luôn luôn lúc nào cũng mua được chuối này. Cái chuối này mình chiên rất là khó. Để làm được cái công thức chuối chiên này thì Vịnh Khuyên đã phải làm hình như chắc cũng khoảng 20 lần. Do đó hôm nay mình đã có một cái công thức chuẩn cho cái chuối này. Và Vịnh Khuyên nghĩ là chắc các bạn rất là vui khi mà Vịnh Khuyên chia sẻ cái này. Chuối thì mình sẽ mua cái loại chuối như thế này nè. Mình nhìn mình thấy nó cái màu nó còn hơi xanh xanh và hơi vàng vàng như vậy. Lưu ý, nếu mà mình mua chuối này mà mình để cho nó chín ruột luôn, tức là nó mềm, mình chiên nó sẽ bị chảy nước ra, nó làm cho đen dầu. Mà khi như vậy thì cái bột chuối đó, cái vỏ bên ngoài nó sẽ mềm, nó không còn giòn nữa. Do đó mình khuyên để anh chị em và các bạn nhìn cho kỹ cái phần chuối này nha. Hôm nay mình sẽ pha cái phần bột này, mình chiên cho 6 trái. Do là cái nước dừa dạng kem, và hơn nữa ở đây khí hậu nó lạnh đó, nó sẽ đông cứng lại thành như thế này. Mình nhớ quậy lên nha. Phía dưới nó sẽ có nước. Mình lấy 200 ml. Sau đó thì cái này mình sẽ làm cho nóng lên bằng cách là mình cho vào lò vi sóng microwave, mình bấm 40 giây. Sau 40 giây thì nước dừa nó chảy ra. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 15 gram đường, tức là 1 tablespoon đường. 1 tablespoon đường thì nó là 1,5 muỗng canh. 1 chút xíu muối, tức là một nhúm đó, mình chậm ba ngón tay lại nè, là một nhúm. Quậy cái này cho tan ra. Lưu ý là cái phần nước dừa này nó sẽ ấm thôi, mình đừng có để nó nóng quá. Mình dùng cái nước dừa ấm như thế này để cho bột nó nhanh nở. Tiếp theo mình sẽ đông vào đây tinh bột bắp cornstarch. Mình sẽ đông đổ như thế này nè, 1 cup, 1/2 cup bột mì all purpose flour, ở Việt Nam là số 11. 1/2 cup, tức là 125 ml đó, mình đông gạt ngang. Tổng cộng là 194 gram rồi. Mình đông vào đây 1 cup bột gạo. 1 cup bột gạo là 120 gram. Tiếp theo là bột nếp, 1/3 cup 40 gram. Tiếp theo là nghệ 1/4 muỗng cà phê. Tổng cộng lượng bột là 355 gram. Ở đây là baking powder, là bột nổi đó. Mình dùng muỗng cà phê, mình sẽ đông vào đây 2 muỗng cà phê gạt ngang. Nước uống thường ngày của gia đình mình đó, nước có ga, cái medium này, tức là nó không có nhiều ga đó. Mình mua cái loại nhiều ga thì bánh nó sẽ giòn ngon và nó nổi nhiều hơn nữa. 200 ml. Mình thấy nó sôi không ạ? Bởi vì nó là cái nước có ga đó. Sau đó thì mình quậy cái này lại. Và mình sẽ cho cái cấp 1/4, tức là 60 ml nữa. Vẫn là nước có ga nha. Rồi mình sẽ quậy cho thật là đều lại. Sau đó mình để ở đây chờ cho cái này nổi. Mình trộn xong mình múc lên, mình thấy cái bột nó chảy như thế này nè. Nó chảy mà nó không có đứt đó, là được rồi. Bây giờ sẽ để ở đây đậy lại 30 phút nha. Giả sử như mình muốn để cho lâu hơn thì mình nên cho vào tủ lạnh. Bởi vì cái này nó có dừa, mình để bên ngoài nó bị chua đó. Nãy giờ mình khuyên để bột 40 phút rồi. Mình sẽ cho nhiều dầu, bởi vì mình cần chiên ngập dầu đó. Hôm trước mình khuyên chiên chuối chiên, mình phải lật bởi vì là ở nhà hết dầu. Do đó nếu mà anh chị em và các bạn nào mình chiên chuối chiên, nhớ cho thật là nhiều dầu cho nó ngập nha. Và trước khi chiên mình sẽ quậy cái phần bột này lên. Chuối nè, mình sẽ dùng cái thớt, mình ép xuống, ép cho nó hơi dẹp ra.
hơi hơi thôi nha, thì nó sẽ nứt cái vỏ ra. Và lúc này thì cái chiếu chuối của mình nó không có bể, bởi vì đây là cái chuối bột. Nếu như mà mình ép bình thường đó là nó bể. Như vậy mà mình nên để ép khi có vỏ nè, nó sẽ không có bể. Chuối này nó không có giống như chuối sứ. Chuối sứ thì khi mình ép nó không có bể cho nó dai. Như mình khuyên nói rồi đó, nó không có giống như chuối sứ đâu. Cái này là nó bột. Cho vô bột luôn nha. Mình bỏ hết vô đây đi. Rồi mình đợi dầu sôi, mình sẽ chiên. Và mình sẽ chiên ở nhiệt độ 180 độ C. Dầu nóng này khi mình cho đũa vô nè, mình thấy nó sủi bọt lên là được rồi. Mình sẽ quậy cho dầu nó đều. Cho tiếp nè. Tiếp luôn. Và sau đó thì mình trở qua. Bây giờ nó cứng luôn rồi đó, thì mình mới trở qua được. Cái này mình đừng trở nha. Mình sẽ cho từ từ thôi. Mình sẽ chỉ chiên một lần, không có nhúng hai lần như là đợt trước. Bởi vì đây là cái phần bột này mình khuyên pha đặc. Đợt trước mình pha bột loãng thì mình nhúng nhiều lần. Còn cái này mình pha bột đặc, với đó mình chiên một lần thôi. Nếu bạn nào đã từng chiên qua chuối tây thì sẽ biết nó dính dầu ra ngoài, nó làm cho đen dầu. Bởi vì cái chuối này nó dễ chảy ra đó. Mình thử ra, mình chiên, mình pha bột không đúng thì mình chiên không có được. Hôm nay là mình khuyên đã pha đúng bột rồi đó. Cũng gần chín luôn rồi, mình vớt ra. Mình chiên lâu quá, một hồi ở bên trong chuối nó bị chảy nước ra luôn đó. Đây là chuối tây, nó rất là khó. Và nhân tiện đây mình khuyên cũng nhắc luôn, đó là khi mà mình chiên chuối thì mình nhớ là mình đừng có cho ra cái giấy, mà mình sẽ cho ra một cái rây luôn, hoặc là cho ra ngoài một cái rổ, mình đừng cho ra giấy nha. Vớt ra luôn nè, để nếu không chút nữa nó sẽ chảy nhựa ra. Và giòn rụm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra luôn. Cái này nó vàng rồi mà rất là đẹp ha, và giòn rụm luôn đó. Mình vớt hết những cái phần này ra. Rồi sau đó mình làm sạch dầu, thì mình cho cái này vô nè. Mình làm sạch dầu bằng cách là cái bột chiên mình đổ vô trong đây, mình đẩy cho nó sát ở dưới đáy chảo, đẩy như thế này. Giống như mình khuyên chia sẻ trong món chiên chả giò cũng như là chiên chuối chiên kỳ rồi. Đây, mình làm sạch dầu nè. Bằng cách như vậy đó thì nó sẽ hút hết những cái chất đen ở dưới đáy chảo. Cái này nó không có chất đen bởi vì là hôm nay mình làm cái phần bột này nó tốt quá. Chú ý khi mình chiên mình sẽ để lửa thật là cao luôn, bởi vì mình cần cho cái phần bột này nó chín nhanh đó. Để lửa thật là lớn nha. Tức là bếp có 9 số, mình sẽ để số 9 luôn, để cho nó sôi thật là nhanh luôn. Cái phần dầu thì bột nó sẽ chín nhanh, thì nó áo lại, nó bọc cái trái chuối lại, chuối nó mới không có chảy ra. Nó khác với chiên chuối sứ. Chuối sứ thì dễ chiên hơn nhiều. Và bây giờ tiếp tục mình sẽ chiên cho giòn rất là nhanh luôn. Trong vòng khoảng 2-3 phút thì cái này nó chín. Rồi bây giờ mình chuẩn bị vớt ra luôn, rất là nhanh đó. Nãy giờ mình khuyên chiên khoảng 2 phút nè, là chín rồi. Rồi mình sẽ vớt ra cái rây để cho nó rớt dầu xuống nha. Cái chiên của mình đã xong ở đây rồi, rất là giòn luôn. Và bây giờ thì chờ nguội một chút xíu mình mới ăn được, nó giòn lắm luôn đó. Và như vậy thì mình khuyên đã vừa chia sẻ xong đến anh chị em và các bạn bánh chuối chiên. Chuối rất là giòn luôn.
mình đừng có để chồng lên nhau nha. Ví dụ như mình để sát như thế này là chút nữa nó sẽ không giòn đó. Mình sẽ để xa ra thì nó mới giòn. Rồi đây là những cái kinh nghiệm mà Vinh Khuyên đã đúc kết qua bao nhiêu lần chiên chuối chiên rồi. Hơn 20-30 lần thì mới tìm ra cái công thức này. Và Vinh Khuyên chúc anh chị em và các bạn thành công với cái món bánh chuối chiên này nha. Bây giờ cái này nó hơi nguội rồi. Đó, nó giòn, rất là giòn luôn. Phần bột thì rất giòn và phần chuối bên trong thì không có bị bể ra, không bị chảy ra, là chuối đã đạt rồi đó. Cắt ra thêm để mình nhìn thấy nè. Đó, nó giòn mà nó giòn xốp như vậy là đạt. Và Bình Khuyên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn ở video kỳ tới nha. Đây là chuối chiên mà tối hôm qua Bình Khuyên chiên, cả nhà ngủ hết. Do đó mà mình còn lại ở đây. Bây giờ mình cho vào cái air fryer. Mình sẽ để ở nhiệt độ 190 độ C và mình bấm 5 phút để mình chiên lại nha. Và sau 5 phút ở 190 độ C, chuối chiên của mình giòn trở lại. Và rất giòn luôn. Và nó chỉ mở ra nữa. Nếu như mà ngay từ đầu mình chiên xong mà mình muốn cho nó ra mở đó, cũng có thể mình cho vô, mình làm như thế này. Và do là mình khuyên sợ nó dính lò, mình khuyên lót cái giấy nhôm, nhưng mà mình sẽ để thẳng lên trên vỉ thì cái phần mỡ nó sẽ chảy xuống nhiều hơn và nó làm cho cái miếng chuối chiên của mình ngon hơn đó. Mình sẽ quay trở lại và thêm 3 phút nữa thì nó sẽ giòn luôn. Rồi, xong rồi. Mình sẽ lấy ra, mình nhìn vào trong đây, mình thấy rất là nhiều dầu luôn. Bây giờ nó giòn rụm luôn nè. Đó, rất là giòn. Và ở bên trong cái nồi nó quá trời dầu luôn. Do đó nếu như mà ngay từ đầu mình chiên xong, như em và các bạn, mình có thể cho vào trong cái nồi này để không phải ăn nhiều dầu mỡ nha. Cái chiên của mình nè, giòn và ngon ơi là ngon luôn. Và anh chị em và các bạn có thể thử để biết được độ giòn ngon của chuối chiên. Mình cũng chia sẻ nha. Ở đây, ngon chưa? Màu đẹp, rất là đẹp luôn á. Và giòn, rất là giòn.